Xin chào tất cả các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các bác, các em đam mê câu cá. Hôm nay tiếp tục mình lên một video khác cho anh chị em. Đó là thanh lý một số mẫu cần rồi nha. Và tí nữa mình sẽ giới thiệu một số mẫu túi câu mà bên mình đang kinh doanh. Đấy. Nói thẳng căng là mẫu túi câu đấy thì loại đẹp. Đó, đẹp nhá, nhưng giá thì nó mềm. Các bạn thấy mua đâu rẻ hơn được thì các bạn cứ mua nhá. Nhất là về nhóm thanh lý hôm nay. Đấy, mình khi mình thanh lý cần thì các bạn biết rồi, một là mình cần dọn nhà, hai là cần nhập một lô hàng mới, cần nhiều vốn. Cần cần nhiều hoặc là rất rất nhiều vốn. Nói chung là mỗi khi thanh lý là anh em là sẽ có được một vài cây như ý mà giá nó thật, giá nó cái gọi là nhiều cây nó thật giá rất rẻ luôn. Đây. Thực tế luôn. Đây. Mình sẽ vào luôn vào cây số 1. Các bạn như tính từ trái qua phải cho mình nha. Ở lô này mình thanh lý có cả máy ngang và máy đứng. Lùa biển, lùa lóc, lùa suối tùy anh em nha. Mình nói luôn, cụ thể là cây đầu tiên. Máy Daiwa cần cán súng. Con này Osaka. Ôi trời ơi, sao lại nét kém thế, máy móc. Thực sự thì lúc nhiều lúc máy của mình lấy lét rất là kém đấy anh em. Có khi là nó hết hạn sử dụng nơi nhỉ. Dù sao mình cũng dùng mấy năm rồi. Đây, ui giời ơi, mãi mới lấy được lét. Hikati Carbon 1m8. Techolo by Osaka Fishing Tech. Đấy. Riêng với cái cần này nha, trên thị trường bán cần không nó đã 900 đến 1 triệu rồi các bạn nha. Mình nói thẳng căng như vậy, cần không đã 900 1 triệu rồi. Ở đây mình bán cả bộ với giá thanh lý cho anh em 1 triệu đi kèm với máy rùa luôn. Đấy. Con máy này bán cũng phải bán rẻ phải 400. Đấy. Còn nhiều chỗ nó bán hẳn 5-600 con máy này. Hàng Daiwa đàng hoàng nhá. Hàng Daiwa xịn luôn. Cả bộ 1 triệu nhá. Giá thì không có hot hơn được nữa đâu. Và mình cũng không giảm sâu hơn được nữa. Đây là mình thanh lý là mức giá này là quá ưu đãi rồi. Triệu bộ này. Anh em nào có nhu cầu đấy, cần carbon nhá. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Đối với các bộ cần khác, mình nói chia thẳng là các bộ cần này đều rơi vào mét 8 đến 2 mét. Máy ngang như mét 8 đến 2 mét. Ở đây những cần này máy khá là to đấy, khỏe. Thì các bạn nhé, từ bộ số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. 6 bộ này có giá là 650 một cây. Đấy, duy nhất có bộ số 5 là cần nó 2 mét thôi. Đấy, còn lại là mét 8 hết anh em nhé. Cần máy ngang đều là cần bắn súng hết nha. Máy thì máy lùa biển khá to đấy. Lùa biển, lùa lóc tùy anh em sử dụng nha. Đấy. Giá thì mình nói rồi đấy. 650 một bộ nha. Bộ này thì đi với một con sake. Sake. Còn cần này đi với một con đây mình đọc tên. Nhưng mà xuất xứ sản xuất ở Korean này. Đấy.
sản xuất ở Korean, tên của nó là Lake Spawn này. Đấy. Tên 10 tuổi khó đọc quá. Còn con này là Sup Blues Lucy Blues. Mình đọc tiếng Anh hơi kém anh em thông cảm đừng có cười nhé. Thế con này là con 2 mét thì là của Olympic cần nhá. Đấy. Bên này là một con Sake Park nữa. Giá thì mình nói rồi đấy. Máy thì đi với các máy của Daiwa, Shimano, Ryobi. Đấy. Đây cũng là Daiwa tiếp. Đấy, bạn nào thích cần nào thì lấy cần đấy. Và đây là cần hai khúc các bác nhá. Thế còn duy nhất đây có một em máy ngang nhỏ nhỏ hơn. Em này 600 nhá, anh em nào lấy được. Alo luôn. Mạ vàng đẹp long lanh. À, cần cũng can súng luôn. Thế còn ở đây gồm có mấy cần nua máy đứng, nua suối hoặc là anh em tập nua chơi tùy nha. Thì có cần số 1 này là cần nắp máy ngang mili này, một khúc này, mét con này mét mét 6, à quên, con này mét 3, quên, nhầm mét 6, mét 3 nhá. Con thứ hai hai khúc này, cũng mét 8 này. Máy Korean này, con này cũng cần con này là gì 2 mét này đấy. Máy cũng Japan nhá. Thì ba em đầu tiên này, một ba em đầu tiên này của cái nhóm máy đứng này nha. Thì từ nhóm máy đứng thì mình tách riêng sang bên này các bác nhé, đếm cho dễ. Số 1 của máy đứng, số 2 máy đứng, số 3 máy đứng là 400, ở nhà 400 một cây. Thế còn bên này đến số 4, số 5, số 6 của máy đứng là 350 một cây. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Đấy, 350 một cây. Còn cây cuối cùng bên ngoài cần free nắp máy đứng giá 300, em cuối cùng này nha, giá 300. Đấy, giá thì không thể mềm hơn được nữa đâu các bạn nhé. Thanh lý rồi đấy. Em nhắc lại nhé. Theo bảng giá này, từ trái qua này. Thứ nhất là loạt máy ngang. Thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. 7 cây. Tính cả cây này là 8 cây đi. 8 cây nha. Em nhắc lại thì các bác chọn bộ nào thì nhắn cho dễ. 8 cây máy ngang. Thì em số 1 giá 1 triệu. Hàng đẹp. Còn duy nhất cây này. Còn những em này hàng gọi là bình bình. Nhưng mà cũng bán giá giá cũng nói chung là ok quá rồi. 650 một bộ. Em số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 là 650 một bộ nha. Em số 7, số 7 đây là 600. Em số 8 là 400. Còn sang nhóm máy đứng này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 em máy đứng nha, 6 em máy đứng nha. Thì ba em đầu tiên, số 1, số 2, số 3 đầu tiên của máy đứng là 400. À quên, em nhắc lại số 1, số 2 là 400 thôi nha. Còn số 3, 4, 5 là 350. Số 6 là 300. Anh em tùy chọn nha. Cần đều là cần hai khúc. Từ mét 8 đến 2 mét 1. Thích lấy cái nào thì liên hệ nha. Nói chung là dành cho anh em tập chơi thôi, giá nó cũng rất là mềm. Cũng gì là cao cả. Em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ ngay nha.
Còn đây là một số mẫu túi mà bên mình đang bán ra trên thị trường, mẫu túi đựng đồ câu các bác nhá. Hiện tại thì hàng còn 1 mét, mét 2, mét 3, mét 4, mét rưỡi. Và đây là loại khác mét 3, loại đẹp hơn này. Và kia là một túi mét rưỡi đựng cần 3 khúc. Thì thực tế ra thì mình bán có mỗi loại một thôi, vì những cái dòng túi này nó có loại hai nữa cơ, loại hai nhìn trông nó xấu xấu bẩn bẩn hơn này nhỉ. Đây này, loại này thì nó có hai màu cơ bản như này, màu này hoặc là màu như này đấy, nó gọi là hàng dần di, hàng giá bình dân nhưng mà hàng đẹp nha, túi dần di. Còn có một loại nữa nhìn trông nó nhợt nhợt hơn cái màu này, nhợt nhợt hơn màu này. Trông nó kiểu dạng như nào nhỉ? Mình mô tả nó hơi khó đây này. Nó màu kiểu kiểu như dạng màu của cái dây này này. Đấy. Nhưng giá rất rẻ luôn. Và túi nó cũng làm rất mỏng. Thì loại đấy mình không kinh doanh, đấy, mình không nhập. Và những cái túi này đây, trên thị trường thực ra tất cả những túi này trên thị trường, những dòng đẹp đẹp này là các bên đang bán ra toàn trên 300 thôi. Mình nói thẳng căng như vậy, toàn trên 300 thôi nhá. Thế nên về đến đến với mình thì các anh em không phải lăn tăn về giá nhé, nhá. Cái này không cần phải lăn tăn về giá. Giá thì cái này anh em biết rồi, bên mình bán rồi, mình nói rất nhiều rồi. Mày chỉ nhắc lại thôi. Đây, cái túi một ngăn kia đựng cần 3 khúc mét rưỡi. 180.000. Bao đen, loại đẹp. 3 ngăn. Đây, 3 ngăn đây. Mọi nhìn thấy chưa? 3 ngăn. Đây. Một ngăn này. Một ngăn này, hai ngăn này, 3 ngăn. Mọi nhìn thấy chưa? Và một ngăn phụ bên ngoài. Đấy, ngăn phụ to này và một ngăn phụ nhỏ này. Túi này 270.000 nha. Giá không có gì thay đổi cả. Thực ra những cái túi này mình về bán ra lãi cho anh em có mấy chục bạc thôi mà. Lãi nhiều đâu mà, người ta đẩy lên một chút cao hơn một chút, hơn 300 thì người ta lãi được 100.000, chứ mình thì bán cái này lãi được mấy chục thôi nha anh em nhé, không không nhiều đâu, chứ anh em nghĩ những cái hàng này mình lãi được nhiều thế thì chết. Có Cái này là túi mét rưỡi đây. túi mét rưỡi nhá. Đấy, các chỗ khác đang bán cái này hơn 300 đây rồi nha, túi mét rưỡi đây hơn 300. Các bác thấy nào? Bên mình bán em mét rưỡi này, giá là 250 nha. Bên nào rẻ hơn được nữa thì cứ bán, mình nói thẳng thôi, bên nào rẻ hơn được nữa thì cứ bán. Đây, 250. Còn đây là túi mét tư này. Đấy, tất cả những dòng này đều là dòng 3 ngăn hết các anh em nhé. Túi 3 ngăn hết, mình nhập toàn túi 3 ngăn thôi, chứ mình không nhập 2 ngăn. À, vì lâu lắm rồi, thực ra cái túi nhu cầu túi hai ngăn nó ít, tốt nhất là cứ lấy phổ thông 3 ngăn cho anh em nó dễ đựng đồ cho thoải mái. Đây, và một ngăn phụ là 4, đây cũng vậy, túi 3 ngăn nha, mét 4, giá là 240.000 nha em nha. Còn đây là mét 3, mét 3 nha. Mét 3 thì hiện tại mình đang bán giá lại chênh với mét 4 mét rưỡi, vì sao? Vì thực ra hai cái dòng mét 4 mét rưỡi này công may của nó rất là mất thời gian. Nó thằng đấy đặt những cái hàng dài dài này là người ta cũng không khoái may đâu, mình nói thật. Đấy. Xuống cái dưới hàng này nhá. Hàng 2 mét hàng 1 mét 3 đây, cũng 3 ngăn. Hàng này thì có 201 thôi. Nào, anh em thấy nào, thế có bên này hàng này hàng mét 2 3 ngăn, giá là 200 ngàn nha. Còn đây là hàng 1 mét, 1 mét anh em nha, đây 1 mét đây, 180.000. Đấy, anh em nào lấy được thì cứ múc thôi, hàng thì mình bán giá đấy rồi,
Anh em nghe rõ đấy nhá. 1 mét. Mình có 90 phân nữa cơ, 90 phân mét mốt nhưng mà hiện tại hết hàng. Thì còn 1 mét này. Giá là 180 ngàn. Với chất liệu như này thì không phải lăn tăn rồi nhá. Tiếp theo là mét 2 là 200 ngàn. Mét 3, tất cả các anh em nhớ là đều là túi 3 ngăn và kèm ngăn phụ ngoài là 4. Mét 3 là 210 ngàn. Mét 4 là 240 ngàn. Mét rưỡi là 250 ngàn. Còn bên này túi bao đen 3 ngăn thêm ngăn phụ là 4 nha. Đấy, hàng đẹp đây. Bác nào thấy chỗ nào rẻ hơn nữa thì qua đây mua. Đấy, chứ còn thực ra bán một cái túi này anh em, nhiều anh em đấy có mỗi cái túi này thôi. Nó có đáng bao nhiêu đâu. Mình bán ra nãy có mấy chục công đóng gói nữa nhá. Thực ra này thì gọi lấy công làm nãy tính cho nó vui nha. 270 ngàn. Còn bên này túi 1 ngăn mét rưỡi cần 3 khúc 180 ngàn. Chứ còn cái này các bác nhìn thấy công người ta may nhiều tiền phết. Tính ra thì ăn giày được đâu. Cái túi hàng đẹp như này mà các bác nghĩ nhập về sẽ là bao nhiêu tiền? Nghĩ nhập về sẽ là bao nhiêu tiền? Nó rẻ đến mức thế à? Này, công nó may khá nhiều đấy. Vải thì bên trong này tất cả những cái dòng này. Đây nha nha. Tất cả các dòng này là nó đều tráng một cái lớp nhựa ở bên trong. Vải này đều phủ một lớp nhựa thứ hai này. Đấy. Thế còn riêng đối với lại bao đen này thì nó không phủ nhựa mà nó là mút. Đây dạng dạng kiểu vải. Vải mút đấy các bạn nhé. Đây vải. Đấy, nó cũng mấy lớp mà. Mấy lớp vải mà không phải một lớp đâu. Đấy. Kiểu dạng túi chống sốc ấy. Anh em thấy túi chống sốc ở ở trên đựng laptop các thứ ấy này. Đấy. Xong nhá. Mình giới thiệu rồi nhá về đồ túi đồ cơ đựng đồ câu nhá anh em nhá, ok nhá. Anh em nào có nhu cầu túi nào thì cứ liên hệ mình nhá. Ở đây là của Lại Anh Hùng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là của Đạt ở huyện Giao Thủy, tỉnh Gia Lâm. Còn đây là của Đỗ Mạnh Cảnh, bến xe buýt Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Còn đây là của Phạm Như Kiên, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. Còn đây là của Nguyễn Thành Nhân, tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Còn đây vẫn là của Đỗ Văn Mạnh, tỉnh Thanh Hóa. Còn đây là của Đỗ Mạnh Cảnh, tỉnh Hưng Yên. Còn đây vẫn là của Đạt, Giao Thủy, Nam Định. Còn đây là của Lại Anh Hùng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.